Thời điểm này thì thời tiết ở Cần Thơ vẫn khá oi nóng, không biết là tối và đêm nay thì sao, chị Hằng My? Dạ vâng, thưa chị Phương Nguyên và quý vị khán giả. Trong buổi tối ở Cần Thơ cũng như ở cả Nam Bộ thì vẫn hơi oi bức, sau đó đến đêm thì sẽ dịu mát và dễ chịu hơn đấy ạ. Nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác dao động trong khoảng là từ 24 đến 27 độ, có gió nên là không khí cũng thoáng đãng. Sang ngày mai khoảng từ 9 đến 10 giờ trở đi, nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhanh. Những nơi có nắng nóng như là ở Đồng Phú, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa hay Cao Lãnh và Châu Đốc với mức nhiệt lên đến 35 độ. Các nơi khác bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Trong thời tiết như thế này thì mọi người thường có thói quen là bật máy lạnh để làm mát. Tuy nhiên là quý vị nên lưu ý để nhiệt độ hợp lý 26-28 độ và không để máy lạnh thổi thẳng vào người. Với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì nên lưu ý là đắp một chiếc chăn mỏng ngang qua bụng để mà tránh lỗ chân lông bị giãn nở dẫn đến bị cảm lạnh. Tại thành phố Phú Quốc, sáng đến chiều mai có nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất không quá là 32 độ, về chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ và dứt nhanh. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang thời tiết tốt, không mưa, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4, thuận lợi cho tàu thuyền có thể hoạt động.